10 feet tall car. Hello anh em, chào mừng tất cả anh em đến kênh YouTube Tesla của mình nha. Rất vui là cùng anh em ở clip lần này. Lần này mình sẽ lại làm clip Paradise Top nha anh em. Lâu lắm rồi không làm clip Paradise Top. Dạo này mình thấy mình chơi toàn SP không à. Hôm nay mình làm một clip quằn quại ở đường Top nha anh em. Ok, hôm nay mình sẽ chơi một phong cách nó dị hơn mọi lần một chút. Mình chơi một phong cách Tara Full 500 nha anh em. Hôm nay nếu anh em nào thấy phong cách này chơi khá là hấp dẫn hoặc là khá là quằn quại thì anh em cứ chơi thử vô trận ngay rồi luôn, chơi thử vị tướng này nha anh em, chơi phong cách full nằm chậm luôn, rất là ngầu luôn nha anh em. Chơi phải nói là mắc quằn quại luôn. Ok, đầu trận mình sẽ đi kiếm nhìn coi con bùa nó căng không. Ok, nó đang con bùa xanh trước nha anh em. Tara thì tính chất nó không có cơ động bằng mạng gấu nên là nhiều lúc mình sẽ cố gắng cố thủ hoặc là mình nếu mà được thì mình đi ganh đường rồng, còn không được thì mình cứ cố thủ và đẩy được cái trụ xong rồi mình mới đi nha anh em. Gấu thì nó cơ động hơn nên có lẽ nó sẽ đi ganh nhiều hơn mình, rồi mình sẽ cố gắng farm hết cảm tính và cố gắng thấy nó đi là mình đẩy lẹ, thấy nó đi mình đẩy lẹ nha anh em. Ok, trong giai đoạn đầu game phút trước thứ năm thì đường top mình nó còn một lớp giáp khá là dày nên là mình nhiều lúc mình cũng đừng có nên á cố gắng mà đứng mà ban vô đập trụ chi không có tác dụng luôn nha anh em. Nếu được thì mình đi ganh phụ, còn không được thì mình cứ cố gắng farm cho hết những cái con quái, những cái lính rồi hoặc là lên chặn lính ăn trước nha anh em. Ok, đó là một số lưu ý khi mình khi đi đường tà thần thôi. Còn bây giờ thì mình trên kia nó đang giao tranh nha anh em. Ok, mình cũng đẩy hết đám lính này tranh thủ chạy lên coi có kiếm chát được gì không anh em ơi, kiếm được cái ca ếch được gì không. Không, nó giải tán hết rồi anh em ơi, ăn ké mùa nó anh em ơi, không biết kịp không nữa. Triệu Vân nó đang sắp xuống rồi. Trời ơi, nó xuống nhanh quá anh em ơi, tiếc quá, chỉ cần một cú tay nữa thôi là mình lụm mùa này rồi. Ây da, tốc hành chạy thôi anh em ơi. Riêng Tara khi mà mình chạy mà mình nhắm đó, mình nó có gần hồi chiêu anh ti thì mình cứ cấu cấu nó rồi mình quay lưng lại quốc luôn nha anh em. Cứ phong một phong cách ao bờ nhây với nó là ok, ba win luôn anh em ơi. Chơi không lại thì cứ cấu cấu rồi chạy, chạy xong rồi chiêu quay lưng lại quốc tiếp nha anh em. Ok, món đầu tiên mình sẽ lên là áo chồng băng giá để lấy một xíu, tăng một xíu sát thương lên rồi có một xíu làm chậm để khống chế nó nha anh em. Ok, trận này mình không lên đam luôn nha anh em, mình lên full làm chậm luôn để lấy khống chế thôi, chơi nhây với nó thôi anh em ơi. Ok, tên bạn có con manh ga khó là khá là khó chịu, nó là một vị tướng khắc chế hồi máu khá là tốt nha anh em, nên là khi mà đối đầu với con manh ga thì mình tốt nhất đừng nên nhây với nó, nhây nó sao máu không hồi máu được và cái kết là phải chết nha anh em. Trâu thì đánh lâu cũng chết nên là mình đừng có nhây với con manh ga nha anh em, nhây với vị tướng nào cũng được nhưng mới với mania thì đừng nên nhây nha anh em. Ok, cứ farm lính rồi thôi, farm lính rồi thì đi ganh được rồi, mình chặn được đám lính trên đầu rồi mà.
cấu rẻ được lượng máu kha khá thì thằng ấy sẽ không có hổ báo được nhiều nha anh em. Nó hết máu nó sẽ không hổ báo, cho nó bớt hổ báo đi anh em ơi. Các bạn này cứ nhây nhây với mình nè. Ấy da, ấy da, ấy da, ấy da. Đau quá anh em ơi, đau quá anh em ơi. Trời ơi, cú đó mình nhảy không được luôn rồi. Quá là sai luôn. Mình tính quay lên lại mình chơi con gấu một lần nữa nha anh em. Mà rất tiếc luôn. Nói chung là bị nó hất tung chiêu hai lên là mình không trở tay kịp luôn. Cái đó mình hơi vậy, mình tính quay lưng lại giết nó luôn á. Cuối cùng bạn gấu là 1-1, mình trong 1-0 rồi anh em ơi. Team mình khá là thọt luôn, 3-8 cho team bạn nè. Bạn gấu này được, không sao đâu anh em ơi. Quân tử trả thù 15 chưa muộn nha anh em. Thằng này mình sẽ cố gắng cho bạn gấu phế luôn anh em ơi. Cái tính chất gì của bạn gấu thì đầu game, giữa game, cuối game gì thì ta ra cũng không có ngán nha anh em. Thoải mái, rất là thoải mái khi chơi với bạn gấu. Ok, chiến thuật đầu tiên đã thành công anh em ơi. Mình đã đẩy được cái trụ đường top rồi. Ok, món tiếp theo mình sẽ lên cây điều làm chậm. Cây điều làm chậm thì nó có một xíu, có 1200 máu, 100 giáp, 100 giáp phép. Mình ý mình muốn lên gần chậm để lấy một cái lượng giáp phép nhất định để chống chịu khi mà có còn mình ra nha nè. Ok, cái điều làm chậm là một món làm chậm siêu khó bá đạo luôn anh em. Phải nói là nó siêu làm chậm luôn, đánh là đi không nổi luôn nha nè. Ok, 1-0-1 dành cho mình rồi. Cũng xem nhất team nha anh em. Team bạn chơi AD khá là hay luôn. Đi banh em lên full phép 712 rồi. Có thể nói là 712 thì ra một cái anti là AD mình không kịp ngáp luôn em ơi. Nữa ha, triệu quân nữa ha. Thằng này mình sẽ ăn con mùa tên kịp. Nữa ha. Các bạn tính chơi hội đồng như hồi nãy nữa anh em ơi. Lần này mình có cả mùa xanh và mùa đỏ thì đừng nói gì sao mình vô tình, đừng trách gì sao vô tình bạn ơi. Đấu nó anh em ơi, chơi luôn, chơi luôn. Ok, 2-1-1 dành cho mình anh em ơi. Chiến luôn anh em ơi, chiến luôn anh em. Đó. Trời ơi, nó cắn vui luôn em ơi. Cú quay lại một cú nữa nè. Một cú nữa, được bù kêu dành cho mình. Một pha kêu phải nói là rất bình tĩnh luôn. Giờ rất bình tĩnh, một pha xử lý rất là bình tĩnh của mình. Mình không ngờ lúc đó mình lại bình tĩnh được như vậy luôn em ơi. Bị trụ bắn hai cái rồi mà vẫn quay lưng lại quá chứ. Rất may là mình lên đồ thủ không nên là lượng máu khá là trâu luôn em ơi. Mình sẽ lên một cái nút truyền để giảm lượng tốc đánh và tốc chạy của nó lại nha nè. Với cái lượng máu và cái lượng làm chậm như thế này thì gặp vị tướng nào là đánh vị tướng đó lết không chứ khỏi chạy nha anh em. Team mình thì đánh cũng khá là ok nhưng mà chỉ tội cái là không biết giữ trụ nha. Cuối cùng tới giờ này em vẫn còn khá là thọt thôi với các bạn. Thôi đừng đứng đây. Trời 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 trời, mình đấu khá là liền, phải giết cho bằng được bằng rừng tay mình mới chịu. Liền liền liền, chạy thêm phút nữa đi bạn. Trời ơi, bạn ấy bấm cái trừng trị là mình không giết kịp bạn gấu luôn rồi. Rất là tiếc luôn em ơi. Nếu nữa mình chết liễu con gấu rồi. Bản ngọc trận này mình sẽ lên ngọc mở cho nó là 10 viên tóc đắng nói giáp.
viên, ngọc tím 10 viên, không quản lý tất cả nha, ngọc xanh 10 viên, má tới đây nhắn lại chưa nha nha. Ok, xin giúp bạn quên em, bạn Nata đã xỏ luôn rồi, bạn quên em rồi. Cái thứ ca hết được mạng nữa rồi, mà không được rồi em ơi. 613 mình cho mình rồi, cũng khá là xanh rồi em ơi. Nhưng mà không xanh bằng AD tên bạn, AD tên bạn 952 rồi. AD tên bạn lượng vàng khá là cao, với lượng vàng như vậy thì cái lượng đồ như vậy thì có thể guarantee có thể là áp sát, có thể là mình cũng bị mất nửa cây máu luôn nha nha. Tên bạn khá là nhiều các thương phép, nhưng mà trận này mình đã quyết định lên nó full khống chế rồi nên là mình sẽ không lên nguyên cho như anh Măng. Nếu mà không làm clip thì mình sẽ lên một cái nguyên cho nha nha. Tùy trong trận đấu mà anh em sẽ lên đồ, chứ đừng có này tại mình đang nghiên cứu làm clip thôi nên là mình lên đồ hơi dị nha anh em. Đừng, anh em đừng có áp đặt vào một trận đấu nào đó quá mà quên đi là cái tính chất tướng trong trận đấu nha anh em. Tùy vào tính chất tướng mà mình sẽ lên trang bị mà nó khắc chế hoặc nó phù hợp với trận đấu nha anh em. Đi đỡ đòn mà bạn mới vô bạn video á, chọn cái trang bị phụ trợ là nên cuối cùng mình không được đi đỡ đòn. Vậy mình chắc mình sẽ đến về để chạy lên đường rồng. Ở đường rồng thì cũng không bất lợi. Khi mà AD tem bạn bắn khá là rác luôn em ơi. Trời ơi, bắn một cái anti mình nó muốn trắng máu luôn em ơi. Cái lượng máu của mình cỡ đó mà bắn một cái mình xém chết luôn. Ok, nên né những cái quy của Comania ra nha nè. Chút độc thì nó giật một hồi đó chết chắc luôn nha. Nếu tôi kêu một một thì tôi kêu chắc là mình ra hắn ở mình đâu. Ok, tóc đúng này, tóc đúng với chúng tôi, tóc đúng với chúng tôi. Ok, chạy hộ bạn ơi, không chạy hết đâu bạn ơi. Ok, 815 nhìn cho mình em ơi, mất trụ nữa rồi em ơi. Chơi khá là ổn luôn, khi mà mình cứ đi ăn nó liên tục thì ở đây mất trụ liên tục rồi nha. Chơi chiến đấu mình không chơi lại nha anh em, chạy không lại nó đâu, mình có tốc hành luôn chứ không chạy lại nó luôn nha. Mà mình ngồi với nó này. Ok, đây là cái khi điện thoại nữa thì cái lượng hồi chiêu mình nó phải nói là cực kỳ luôn. Ok, trong cuối cùng mình sẽ lên cái phần mềm cho nó để tăng thêm một xíu sát thương và hồi tinh trong cái khi cần nha anh em. Hồi tinh khi còn có thể. Ây da, trời ơi, mình cú đó mình hơi ảo tưởng sức mạnh anh em ơi. Tưởng mình trâu nhưng mà trâu đánh lâu cũng chết, nó dồn đam quá mình không chịu nổi nha nha. Nó sắp đam quá, chụp thương chứng, sắp thương chứng cho Triệu Văn nữa mà mình không hồi phục kịp luôn. Mình ra nữa. Làm giảm cái hồi phục của mình nữa là mình không hồi phục luôn rồi nha mà. Mình đánh hồi lấy cho mình nha. Mình được chết 4 người rồi. Điểm này thì đồ đồng chậm như vậy nó cũng khá là ok rồi, bao làm chậm rồi nên bị đánh cũng làm chậm mà đứng trong phạm vi cũng làm chậm mà đánh đối phương cũng hay làm chậm luôn, nói chung là mất làm chậm luôn em ơi. Trời ơi, bằng SP của tôi đúng rồi không, khá là thốn anh em ơi. Ok, mẹ rồi em ơi, cố gắng đẩy rồi đây,
để đi về đó mộng. Mình phải kết thúc cái áo tại đây nha. Ok. Cảm ơn em đã xem video đến cuối clip nha. Nếu em nào thấy video hay và hãy cho mình xin một like, một nút subscribe để ủng hộ.